Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Đây là một chiếc Allegiant 50. Allegiant 50, cái này quay chia sẻ cho các bạn chơi thôi nha. Còn ai không thích thì ra nha. Chứ vô đừng có bình luận nói là tôi quảng cáo. Đồ này là khách mua lại tôi gắn giùm thôi, chứ tôi đâu có bán đồ đâu mà nói tôi quảng cáo. Nói quảng cáo, quảng con khỉ. Đó, quay cho các bạn xem chơi. Đó, nè, AH nè. Allegiant 50. Thì quay tổng quan cái xe này cho các bạn xem. Thì xe này có lên đồng hồ Casio. Đây. Đồng hồ Casio. Thì cũ có nó chưa có lên cái cục bên sườn với cục IC độ. IC độ bên đây hồi qua quay cho các bạn xem. Thì mát tua của nó là 89, từ 8 đến 9, từ số 8 đến số 9 ha. Còn bây giờ mình lên độ rồi á là nó lên khoảng 11 mấy các bạn. Đó là chưa đổ vàng lửa nghe, chỉ lúc đó là chỉ có vàng lửa green và lên cái bình xăng 125 này thôi. Nhưng mà Mazda thì nó lên tới số 8, số 9. Đó, còn bây giờ hiện tại là gắn cục pin sườn này. Sườn ghét leo với IC IC Cozy. Đó, là cái dòng tua nó lên là tới 11, giữa 11 gần 12 nha các bạn. Chạy đã lắm. Chạy nhẹ xe bốc dữ lắm, bốc luôn. Đó. Đây, em không? Xe này dòm cũng ok, sạch sẽ. Sạch sẽ, quý diệu. Lửa này thì mình lên chọn bộ pin sườn á, với pin sườn với IC luôn á, với bình xăng đồ á, thì đi nó ok luôn các bạn. Bô này thì đi bô lên cổ rồi nha, đi bô zin có Honda luôn các bạn. Đây, ANF 125 Godzi. Quái rồi chứ gì. Bây giờ mình sẽ lên mắt tua cho các bạn xem ha, đề máy ha. Cũ có nói lên bình xăng với dàn lửa zin là số 8 số 9 ha. Còn bây giờ là mình sẽ thử tua máy cho các bạn xem. Bô xì xíu xíu góc vô. Bây giờ mình thử tua nha. Thấy không các bạn? Các bạn thấy chưa? Rồi lên mắt tua như vậy. Nói chung là mình lên lửa thì với xăng đỏ thì nó nhẹ máy. Nhẹ máy phần nào thôi. Nhưng mà cũng ok. Chạy đã tay lắm. Nhóm ga là bay, nhóm ga là bay chứ không có gị các bạn. Rồi quay cho các bạn xem chơi thôi. Mấy anh nào vô nói là quảng cáo để bán đồ thì thật chất là mình không có bán đồ nha các bạn. Tại mình là chỉ làm xe, làm máy móc đồ ha. Còn đồ là chưa khi nào mình đăng lên mình bán đồ ha. Chỉ có một lần là bán nhông sinh dĩa thôi, mà nhông dĩa giờ hết hàng rồi. Rồi quay các bạn xem chơi ha, tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhấn like và để bình luận bên dưới phần video và hãy nhấn chữ đăng ký màu đỏ để ủng hộ mình nhé. And don't forget to subscribe các những channel.